Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày Tết truyền thống Đoan Ngọ của dân tộc Việt Nam. Thì trước khi review sản phẩm thì em Tết mùng 5 tháng 5 để em chúc toàn thể tất cả mọi người một cái Tết là vui vẻ bên gia đình và người thân. Ngày Tết cổ truyền Đoan Ngọ, ngày xưa các cụ vẫn truyền lại là ngày vào hè, ngày lễ vào hè, ngày giết sâu bọ, hay là nôm na dân gian mình vẫn truyền đạt với nhau là ngày giết sâu bọ, ngày lễ vào hè. Thì trong ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ này thì Hoa nhà em có 4 chiếc nồi chiên không dầu gửi về cho 3 vị khách hàng. Đó là 2 chiếc nồi chiên không dầu Kalai Q10 hàng chính hãng bản 2021 để gửi về cho chị Đoàn Thị Thảo ở phường Lam Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Và 2 chiếc nồi chiên không dầu này gửi cho về cho 2 vị khách hàng. 2 chiếc nồi chiên Nicell dung tích 8 lít, vườm con gà 3 cân, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc điện tử màu đen thì gửi về cho chị Bùi Thị Duyên ở thị trấn Eo Đe, Đắk Lắk. Và chiếc nồi chiên này kho hàng nhà em bảo hành 12 tháng, lỗi đổi trả 1 đổi 1. Và chiếc nồi chiên không dầu cơ màu xanh gửi về cho anh Phạm Quốc Viễn ở Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa. Và vẫn như không lệ thì trước khi gửi đi thì nhà em sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chức năng và phụ kiện để tránh lỗi gửi đi gửi lại nhiều lần. Cái đầu tiên là 2 chiếc nồi chiên không dầu Lifestyle 8 lít, chiếc màu cơ màu xanh gửi về cho anh Phạm Quốc Viễn ở Cam Hải, Cam Lâm, Khánh Hòa. Đèn đã sáng này, thanh gạt đã chạy này. Và lúng cơ có đấy, khi mình hẹn giờ thì mình hạn chế vặn ngược lại như thế này thì cơ sẽ rất là bền. Mình chỉ hẹn giờ như này lên để nó tự động nó chạy về. Quạt đổi gió đôi nó chạy này, về trong lòng nồi ok này. Và cái phía bên cạnh là phía là chiếc nồi chiên Nicell điện tử hàng loại 1 em gửi về cho chị Bùi Thị Duyên ở thị trấn Ehleo, Đắk Lắk. Phía trong lòng nồi ok này. Bảng điện tử chạy này, trong đèn là sáng này, thanh gạt là chạy này. Hai chiếc nồi chiên không dầu Lifestyle 8 lít tất cả đã ok hoàn hảo rồi. Thì em sẽ kiểm tra hai chiếc Kalai Q10 để tắt cái nồi Lifestyle này thì chúng ta giữ bấm phím nút nguồn trong 3 giây. Còn cái lồi này thì mình hạn chế vặn ngược lại để nó tự chạy. Nồi rất là bền, chế độ cơ cóp sẽ bền. Đây là chiếc hai chiếc nồi chiên không dầu Kalai gửi về cho chị Đoàn Thị Thảo ở phường Lam Thanh, thành phố Điện Biên. Cả hai chiếc này bảng điện tử điều khiển đã lên này. Bật đèn này. Chiếc thứ nhất này, lồi đã chạy này. Mọi người có thể nghe cái tiếng máy kêu này, tiếng động cơ máy này. Nhiều người thì nói rằng là cái lồi này rất là ồn, nhưng mà thực chất thì em để sát máy đây, các bác có thể nghe và cảm nhận này.
cái bản cải tiến năm 2021 thì đã được cải thiện rất nhiều về tiếng ồn. Chiếc này ok nhé. Chiếc bên cạnh này. Đã chạy ok rồi này. Đi kèm đeo lồi Calife V10 là gồm bộ phụ kiện của hai chiếc thì sẽ có là hai cái lồng quay dùng để rang các loại hạt hoặc là chiên khoai. Và phía trong lồng quay này nó sẽ có hai cái tấm để lắp cái xiên thịt nướng nằm trong cái phía lồng quay này. Đây là hai bộ xiên thịt nướng này. Sẽ lắp vào trong cái phía lồng quay này sẽ có hai cái vỉ để lắp cái thanh xiên nướng này. Chục để nướng gà. Bốn chiếc kẹp lắp theo trục nướng gà. Hai tay cầm lấy vỉ chiên không dầu này. Hai tay đưa vỉ nướng này. Trục xiên quay này. Sách nấu ăn 100 công thức nấu ăn này. Phiếu bảo hành chính hãng của Calife. Em cam kết 100% là đây là hàng chính hãng, có mã check trên công ty. Các bao thì bảo hành các trung tâm bảo hành Calife toàn quốc. Hai vỉ tấm lưới chắn dầu. Bốn vỉ chiên. Đây là bốn vỉ chiên. Và hai cái tấm hứng dầu. Tổng cộng tất cả là có 6 tấm này. Hai nồi. 6 tấm bị chiên và hứng dầu cộng với hai tấm lưới. Bắn dầu tránh bắn thức ăn dầu lên máy so. Phía bảo hành. Phía trong lòng nồi. Chiếc bên cạnh. Phía trong lòng nồi, mai so, quạt đối niu, đèn này, tất cả ok này. Tặng kèm cái kheo lồi chiên không dầu Calife sẽ có bình xịt dầu này. Và một kẹp gắp inox này. Nhà em sẽ tặng thêm kèm là một hộp đũa mạ vàng Korea. Một hộp đũa như này sẽ có 10 đôi. Và lồi chiên không dầu Live Shell cũng vậy. Nhà em sẽ tặng xịt dầu, đũa hoặc là môi gỗ. Đi kèm thì các bác lấy lồi chiên. Tất cả sản phẩm nhà em thì các bác đặt hàng để lại địa chỉ, số điện thoại. Nhận hàng được kiểm tra bật lên chạy thử. Bao anh em thợ điện tử điện lạnh kiểm tra hộ. Và nếu phát hiện hàng nhà em là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm tặng free đi chiếc nồi cho nhà mình. Và khi hàng nhà em kiểm tra ok mọi thứ chuẩn xác, đầy đủ linh kiện, hoạt động hoàn hảo thì em sẽ dán một cái tem bảo hành. Tem bảo hành phía sau nồi. Có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại để các bác liên hệ nếu mà có cần thắc mắc, trục trặc cần bảo hành hay là cần tư vấn về các công thức nấu ăn, có thể liên hệ trực tiếp với em. Luôn luôn cam kết hàng chính hãng chuẩn, uy tín.
Ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra sẽ có một phiếu bảo hành mực đỏ ký tên em và một tem phiếu dán sau lồi sau sản phẩm để khẳng định cái uy tín, chất lượng, thương hiệu, tránh các cái hàng trôi nổi trên thị trường. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành được 0949873111. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc thiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư email điện tử 28071992a@gmail.com. Mọi thắc mắc của các bác, những thiếu lại, những cái điều mà chưa tốt, chưa hoàn hảo thì cái dịch vụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng, các bác để gọi bị trực tiếp cho em qua email hoặc là số điện thoại. Mọi lời góp ý là lời vàng ý ngọc để giúp em cải thiện hơn về chất lượng dịch vụ và tìm được những sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất, trao đến tay người tiêu dùng.